Rồi chào tất cả mọi người nha, hiện tại trước mặt mình đó là Nhi. Con chào Nhi nha. Chào cô chú. Bây giờ tới đây là có biết đường cho con không? Không. Con lại luôn. Được kì vậy? Mấy chú chỉ là con rối đầu quá, bây giờ quên đường vô nhà hồi nãy, nhớ tôi giờ. Mấy chú làm cái quên hết luôn. Con không có định hình được là đường nào về nhà con sao? Dạ không. Bây giờ con dẫn cô chú xuống tới đây mà con biết về nhà con rồi sao cô chú vô tới nhà con? Cô chú làm con nói là có suy nghĩ đi đâu thì nhà nãy con biết đường vô nhà, tại vì chú mấy chú là con rất lố á, bây giờ quên đường vô nhà. Bây giờ là chạy là tới xã của con biết đường đi không? Xã con á hả? Rồi. Xã con thì đi vô chỗ xã thì biết đường vô rồi đó. À tới xã là biết đường vô phải không? Nhưng mà con không biết đường vô nhà vô ngoại đâu nha. Ừ. Nhưng là tới xã là biết đường vô nhà không? Chắc ăn không? Chưa biết đâu nha, nếu con gì thả thì có bạn con đó thì con mới biết được. Rồi nói chuyện qua tiền với trời. Rồi làm sao mà liên lạc được với bạn con? Có. Con có số, con nhớ số dép bạn con không? Nhớ chứ. Số điện thoại bạn con còn nhớ mà. Con đi bao lâu rồi sao con không biết được về nhà? 3 năm rồi đó. 3 năm không biết được về nhà. Đúng rồi. 3-4 năm mà đã chưa về quê á. Lần mấy bữa trước nói là đi là con dẫn cô chú đi phải không? Không, vừa hỏi con nói cái mấy chứ con về quê con không biết đường vô nhà đâu nha. Tự nhiên như vậy chứ anh chở chứ tới đây đúng rồi không? Bây giờ cô Duyên đính chính cho con nè, hôm trước con nói là con chỉ nhớ cái đường đi thôi, nhưng mà con đi vô cái hẻm là không có nhớ đúng không? Không nhớ đường vô. Tự nhiên chứ Phước nói con nói xạo không à? À chú Phước nói, tự nhiên nói xạo nhỏ hơn ra kia nó ngồi một đống kìa, năng nỉ lắm mới chịu vô uống tà tựa đó. Bây giờ chú hỏi con nè, giờ mình không biết đường về nhà con tính sao? Ở đây luôn, về chi? Bây giờ á là hỏi về nhà con là hỏi sao? Chứ hỏi có quen ông Khôn này nè, ông Khôn nè ở đây không? Ông gì? Ông Khôn người ta chỉ đường cho. Ông Khôn nữa. Con nhưng mà cái vấn đề là con phải nhớ tới cái đường nào đó rồi mới hỏi thăm được. Con nhớ một cái đường này hả? Cái đường này nè. Nãy giờ con nhớ 4 cái đường rồi đó. Con nhớ rất là nhiều đường luôn á. Con nhớ đường mấy đường à? Cái đường này con cũng mấy thuộc luôn. Cái đường nó cho chú hỏi này nghe. Từ điểm này về nhà con biết được đi không? Biết hả? Biết nhưng mà cái đường nhân trọng á. Nhưng mà hơi nhiều cảnh sát cái nha. Cảnh sát không quan trọng. Sáng mới bị lần rồi. Sáng mới bị lần không sao đâu. Thôi lần thứ hai ớn á. Hồi sáng con kể lại cái vụ mà bị công an bắt đi. Tại sao công an bắt là do đi ngu hay sao con? Tại vì chú Phước chạy với chú Phước dừng quá. Không phải chú Phước. Thôi nói chậm lại, tôi nói bậy rồi. Chú Phước á. Tôi nói bậy rồi. Không, chú Nghĩa chạy. Chú Nghĩa thấy xe. Không á, chú Nghĩa lắp vô chỗ cảnh sát. Xong rồi cảnh sát bắt luôn. Có nghĩa là chú Nghĩa tự nộp tiền cho cảnh sát luôn. Đúng rồi. Cảnh sát đâu có kêu vô, tự nhiên lắp vô cái lắp vô cảnh sát. Trong khi đó là cảnh sát không kêu không phát gì hết, tự chạy vô nộp tiền cho cảnh sát luôn. Nộp nhiêu vậy con? 500k. Trời ơi, đóng thì ngu luôn. Sao không trả giá không? Sao con không trả giá không? Ông đợi chị rồi á. Ủa trời. Trời có nói là con là cậu bé bọt thơm nổi tiếng không? Con nói gì? Ông bắt đi bắn thơm rồi sao? Ngồi gọt thơm tại chỗ bán nhỏng luôn. Thà bắt chú Nghĩa đừng bắt con. Bác chú Nghĩa, còn chú Phước lúc đó chú Phước buồn ngủ, chú Phước tỉnh ngủ luôn. Đúng rồi. Cảm giác còn lúc đó có rung không? Không. Vui nha. Bác chú Nghĩa mà đâu bắt con đâu phải không? Đúng rồi. Con không rung mà con đứng con nép con bơ vào. Con đang theo cô Duyên ở đâu hết, không kêu cô Duyên qua chát chết tiền chịu chú Nghĩa thông mới không, cô Duyên chạy đi mất tiêu luôn. Ô tự nhiên người ta bị phạt kêu cô Duyên trả tiền. Cô chạy lên đường bắt tội chứ. Cũng... Rồi, con cái này nè. Ủa, chìa khóa gì đâu. Con em giữ. Phước giữ. Bây giờ nè, con có kể cho chú nghe là giờ sáng cô Duyên chạy sao nữa. Còn con chờ cô Duyên sao, con kể chú nghe này. Con muốn mấy nữa. À nè, cô Duyên chạy xe, con kêu cô Duyên đứng lại chờ, cô dắt chịu chờ cô Duyên chạy lên đường tốc độ. Xong con chạy... Đường cao tốc. Xong chạy lên đường cao tốc, xong con chạy tới cái đường gì mà... Đường gì mà không chết nữa, đường Long An. Xong con ngồi đường ngồi ngủ ngay cái vụ ngồi giấc no đã luôn. Ngủ giấc cô Duyên mà chạy tới hả? Xong cô Duyên muốn chạy tới. Đợi là đợi nửa tiếng mới thấy cô Duyên tới á. Thôi cô Duyên cũng bị hốt, đi luôn cái gì mà đi chậm dữ ghê luôn.
Không, cô Duyên chưa có bị hốt con. Ủa, hồi vô con nghe cô Duyên ơi, chứ hồi Duyên, chú nghe cô Duyên nói cô Duyên bị bắt rồi nha nha. Chú Phước nghe luôn á nha. Cô Duyên buộc vào xong kể cho cô chú nghe. Bà đi lạc đường, định đi về rồi. Đi về luôn rồi. Đi về cô Duyên đâu biết đường về đâu. Cái gì là lạc á. Đi lạc cũng được, không đỡ hơn mấy người mà tự nhiên thấy con mang cái dí cái đầu vô. Đúng rồi á, đó chính là người này nè. Đó chính là người này nè. Hai người lận á. Ai nữa? Chú Nghĩa. Cái đó là người ta đóng góp vô quốc gia. Không phải đóng góp, bị mất tiền đóng góp á. Mất tiền ngu. Mất tiền tại gì? Kéo áo dạng dạng đâu, đâu, dạng đâu. Tại vì có xe 12 chỗ á. À. Xong chú có định lắc rồi. Chú Nghĩa. Để cho nghe định lát rồi. Xong rồi xe mà xác lùi vô mà xác xong định đi nữa thằng đều không mà xác đi qua luôn. Cái tội gì rồi gọi là tội không phải ngu đâu. Gọi là khôn quá vậy khôn luôn. Khôn. Nếu mà chú không lát giờ là nguy hiểm mấy chú cháu mình. Đúng rồi đó, khôn đúng rồi đó. Thằng mất mà thằng mất 500 ngàn. Thằng mất 500 ca cần đỡ hơn cứ 3 đến mạng. Bây giờ là quan trọng là phải suy ngồi để suy nghĩ nha. Không phải con, đáng lẽ là cái đường đó là đi thẳng á là phải đi lên cầu vượt, mà này không đi lên cầu vượt lại chui xuống cầu vượt. Con kêu chú có kêu chú nghĩ là cầu vượt á, con cãi con xuống dưới không mà. Ai ngờ bị bắt. Đó là do mình đi sai đường. Ông nói đi sai đường rồi, ông nói đi lên cầu mới đúng chứ sao đi chứ đây. Ông cảnh sát nói vậy đúng không? Đúng. Đúng rồi. Bắt mà còn nói gì luôn không? Sao ổng nó định bà chứ nghĩa này nè à, định tịch thu xe luôn không cho chạy nữa. Xong chú Phước đang nghĩ anh ơi em còn con ở nhà nữa anh ơi. Thôi con nói chú nào chú Phước chú nghĩa nè. Xong con nói anh bớt tiền giùm em đi, chịu mắc quá anh ơi, anh lấy thì chạy giùm em 500 đi. Xong nó thấy cho đi mốt gặp mày nó bắt nữa. Cho clip là con biết tao biết nói dối rồi cả nhà. Trời ơi, con mang bắt năn nỉ anh ơi, còn nuôi vợ nuôi con nữa. Thôi này là trên clip của đứa tao biết nói dối. Tao mẹ có đang năn nỉ rồi. Có năn nỉ chứ bộ. Cứ xem cái mặt buồn như quỷ vậy. Buồn tao cảm thấy thấy cái khác còn cười nữa. Cười mà vẫn lấy 500 hả? Cười cũng lấy 500. Thì cảm thấy lấy 1 triệu, thấy mắc cười của cảnh sát sớm giảm bớt cho 500 á. Trả giá đó, trả giá còn 500 á. Thôi con không ra con trả giá dùm. Còn 300 để dành tiền ăn cơm. À, rồi ăn cơm hết 205 ngàn nữa. Bài đi nè, bài đi suối nè. Có cái quán cơm kia rẻ thấy mồ. Có con 20 ngàn dễ không anh? 20 ngàn dễ không dạch ăn. Dạch mặt hết luôn. Ăn một dĩa 45 ngàn. Thôi cái dĩa của Duyên 80 lận. Dĩa con 45 á, dĩa chú Phước 50 quá. Ăn cái dĩa chỗ kia rẻ không chịu ăn đúng không? À đúng rồi. Bao còn suối 7 nữa. Còn suối 7 đi vô chỗ mắt nữa. Nó không có tiền gì là tại chú nha. Dắt bộ về rồi nha. Con ngồi đây nè, có vấn đề quan trọng nhất bây giờ nè. Con ngồi đây con suy nghĩ đường về nhà. Đường về nhà hả? Đi lên thành phố là con biết đường lên thành phố ở đây. Nhưng mà cái đường này không biết rồi đó. Mới nói cái đường này biết giờ nhưng không biết thôi rồi xong. Cái đường này con chỉ biết vô cái đường mà. Thôi bây giờ chắc có lẽ là nhờ tới bác Google đi ha. Chị Google. À chị Google. Chị đại Google. Chị đại Google. Không, chị Google. Mưa rồi đó, trời dinh mưa rồi đó. Bây giờ là con đọc là con hiện tại con đang ở đâu đây? À, không biết nữa. Chị mưa rồi, có lấy không? Cái bé chống nắng của em cứ kìa. Bây giờ là... Này là ở đâu trời dinh vậy chị? Em? Thành phố trời dinh hả? Rồi, thành phố trời dinh. Xin kính chào quý khách. Hẹn gặp quý khách tại vào video thứ hai. Tạm biệt.